Hả? Em còn sống hả? Chung để tao chết mày. Ba ngày qua em không có on Facebook là mới tưởng em chết trôi sông lạc chợ đâu rồi chứ. À, do mấy bữa nay á em bận một chút công việc á mà. Em đi làm bad girl cho bộ váy ngắn hả? Em mặc quần. Vậy làm bad girl cho bộ quần ngắn hả? Tao mặc quần dài. À, dạo gần đây có rất là nhiều người bị chết trên hòn đảo này. Không biết tương lai thì em có bị giết hay không nữa. Anh cười cái quần què vậy? Rốt cuộc là anh cười cái gì? Mày cười để tao đá chết bà mày nha. Trời ơi, cái quần què.